đột kích và khiến lãnh thổ Nga rung chuyển. Ukraine chính thức bước vào ván cược liều lĩnh, được ăn cả ngã về không. Vì sao Kiev bạo gan kinh động gấu Nga, họ muốn đánh đổi điều gì? Vì sao Moscow tỏ ra bối rối và bất ngờ đội ngũ rối loạn khi bị đánh úp? Ukraine có tính chơi lớn cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân của Nga hay không? Hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình hôm nay. Giữa tình thế cấp bách, Nga sơ tán 76.000 dân, quân và khí tài từ khắp nước gấp rút đổ về vùng Kursk. Trong khi đó, hỏa ngục bủa vây, tên lửa Ukraine bắn trúng tòa chung cư, gây 10 vụ nổ chát chúa. Moscow lập tức phóng tên lửa như mưa, đánh sập đồn chỉ huy. Điều cương kích, thiết giáp Nga thổi bay binh lực Ukraine. Tình hình bỏng sát diễn ra thế nào? Và có phải chưa đủ thỏa mãn, Ukraine tiếp tục tiến đến một tỉnh biên giới khác của Nga? Tại Trung Đông, thêm chỉ huy cấp cao của Hamas bị tiêu diệt. Iran lại nêu thông điệp thép tới các đại kẻ địch, có gì đáng chú ý? Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại với chương trình tin quốc tế và tôi là Ngọc Cúc. Những diễn biến sục sôi tại các điểm nóng trên thế giới cùng loạt tin tức kinh tế, xã hội đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, trong tuần qua, thông tin Ukraine phản đòn và tràn vào lãnh thổ xứ Bạch Dương đã đánh dấu bước ngoặt mới trong cuộc chiến kéo dài dai dẳng. Vùng Kursk ở biên giới Nga rung chuyển, Asia Times hôm 10 tháng 8 chỉ ra, đó là một cuộc xâm nhập quy mô lớn và sử dụng những chiến thuật mới. Kiev được cho là đang bước vào ván cược được ăn cả ngã về không. Vì sao? Asia Times đưa tin, lính Ukraine đã tiến sâu vào lãnh thổ Nga. Họ hầu như không bị phản kháng hoặc chỉ phải đối phó với một số đơn vị phòng vệ thiếu kinh nghiệm của Moscow. Tạp chí cũng cho biết, giữa lúc tiêm kích F-16 mà phương Tây chuyển giao vẫn ở Romania, Kiev chỉ có thể triển khai phương tiện không người lái tấn công vùng Kursk kể từ ngày 6 tháng 8. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở khu vực này. Đồng thời, giữa lúc vẫn phải duy trì cuộc chiến ở Ukraine, Moscow chỉ đưa đủ lính và lực lượng đặc nhiệm để ngăn đà tiến của nhóm quân xâm nhập. Theo Asia Times, điều này đã được Ukraine và NATO tính toán từ trước. Để đối phó, lực lượng Ukraine đang đào hào ở bất cứ nơi nào giành được trên đất Nga nhằm bám trụ lâu nhất có thể. Kênh quân sự Rai-3 ở Nga đưa tin, các lữ đoàn tấn công đường không độc lập số 82 và 80 của lực lượng Ukraine đang dẫn đầu các cuộc tấn công với sự hỗ trợ của các lữ đoàn cơ giới số 22 và 61. Lữ đoàn súng trường cơ giới số 150, lữ đoàn tấn công đường không số 5, tiểu đoàn phòng thủ lãnh thổ số 151 và lữ đoàn tấn công vùng núi số 24 cũng tham gia, nhưng ở quy mô hạn chế. Theo Asia Times, lực lượng Nga bảo vệ vùng Kursk và khu vực phía Bắc vẫn khá rời rạc và thiếu tổ chức. Trong những tháng qua, Moscow đã nhiều lần thay đổi đơn vị chịu trách nhiệm chính tại đây. Điều này khiến lực lượng phòng vệ mất phương hướng và thiếu sự chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công. Theo Asia Times, Nga đang đưa những lực lượng mới chưa rõ tên, bao gồm các đơn vị được gọi là Lữ đoàn Cứu hỏa. Đây là những nhóm tấn công kiểu Spetsnaz, được huấn luyện tốt và tác chiến hiệu quả. Ở đây, Spetsnaz mô tả hoạt động của các đơn vị lực lượng đặc biệt của Nga, thường bao gồm tấn công nhanh và bất ngờ, đột nhập và phá hoại, sử dụng chiến thuật không quy ước như hạ sát, giải cứu con tin và chiến tranh du kích. Các thành viên của Spetsnaz được huấn luyện rất kỹ lưỡng về võ thuật, sử dụng vũ khí, chiến đấu tay không và nhiều kỹ năng đặc biệt khác. Asia Times bình luận, mọi người đều biết, sớm muộn gì người Ukraine cũng sẽ bị đánh đuổi khỏi lãnh thổ Nga dù có được quân dự bị viện trợ đi chăng nữa. Tuy nhiên, chiến dịch này sẽ giúp câu giờ, vấn đề sớm hay muộn là rất quan trọng nếu xét về mục đích sâu xa của vụ xâm nhập. Asia Times giải thích, Bộ Chỉ huy quân sự Nga chắc chắn đã được thông báo về chuyện Ukraine rục rịch tấn công, nhưng họ không làm gì để đối phó hoặc lên dây cót phòng vệ. Một phần lý do có thể là quân đội Nga quá tập trung vào mục tiêu đạt bước tiến trên chiến trường Ukraine, đặc biệt là tại Donbass. Do sự trung lập quá mức nói trên, đồng thời cho rằng Kyiv phải triển khai toàn lực lượng để ngăn đà tiến của Nga tại các mặt trận ở Ukraine, nên các chỉ huy quân sự của Moscow không quá lo ngại việc Kyiv chuẩn bị tấn công vùng Kursk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đang gặp rất nhiều rắc rối. Hội đồng An ninh Nga đã tổ chức hai cuộc họp do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, nơi ông Gerasimov báo cáo tình hình ở Kursk.
Các báo cáo của quân đội Nga do truyền thông công bố đều rất tích cực và cho thấy tình hình đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trên thực tế, Asia Times cho rằng diễn biến ở Kursk không hề ổn. Bằng chứng là một số bức ảnh cho thấy ông Putin cau mày khi ông Gerasimov nói. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy Tổng thống không tin những lời mà Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang báo cáo. Asia Times cũng cho biết cuộc tấn công vùng Kursk đã được lên kế hoạch phối hợp với hai đòn giáng khác vào phía nam vùng Kherson của Ukraine. Đòn đánh thứ nhất diễn ra vào ngày 6 tháng 8 tại đảo Stendraspit, còn thứ hai tung ra vào ngày 8 tháng 8 ở bán đảo Kinburn. Kyiv dùng tàu chiến đổ bộ trong hai cuộc tấn công này với mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của Nga khỏi diễn biến ở vùng Kursk. Theo Asia Times, Ukraine triển khai phương tiện không người lái và tác chiến điện tử trong những cuộc tấn công nói trên, bao gồm UAV Makarov Baba Yaga sử dụng 6 cánh quạt và mang theo đầu đạn lớn gần 15 kg. Lực lượng Ukraine đã mất 4 tàu tấn công và 2 UAV Baba Yaga. Một con tàu đã đổ bộ thành công nhưng sau đó bị lực lượng Nga loại bỏ. Cả hai cuộc tấn công đều bị Moscow phản công hiệu quả và thất bại trong nỗ lực đánh lạc hướng đối phương. Hãng RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine mất 945 lính và 102 phương tiện bọc thép, bao gồm 12 xe tăng và 17 xe bọc thép chở quân. Con số này bao gồm hơn 280 lính và 27 phương tiện bọc thép bị phá hủy trong vòng 24 giờ, tính đến ngày 9 tháng 8, tại các vùng giáp với Kursk. Chưa có thông tin về thiệt hại của Nga. Theo Asia Times, Moscow đang triển khai sức mạnh trên không, trấn áp lực lượng Ukraine. Họ sử dụng cả bom dẫn đường có khả năng tấn công chính xác. Vậy tại sao Ukraine sẵn sàng hy sinh quá nhiều lính cho một chiến dịch sớm muộn gì cũng bị dập tắt? Dưới đây là lý do. Theo Asia Times, thứ nhất, nỗ lực bảo vệ lãnh thổ ở Donbass của Ukraine đã đi vào ngõ cụt. Moscow liên tục tấn công và dần dần phá vỡ hệ thống phòng thủ đối phương, ngay cả ở những thị trấn kiên cố với loạt tòa nhà cao tầng bê tông cốt thép, vốn được xem là công sự vững chắc cho quân đội Ukraine. Mỗi ngày, Ukraine mất khoảng 1.000 quân, cả bị thương lẫn thiệt mạng, và một số lữ đoàn dường như đã cạn tinh thần chiến đấu. Asia Times cho biết, Ukraine đã cố che giấu thiệt hại, nhưng rồi thực tế vẫn bị phơi bày trước công chúng. Thời gian qua, nhiều người phản đối dự luật tuyển quân mới của Ukraine do lo ngại các tân binh sẽ bị ném vào lò lửa và bỏ mạng. Asia Times cho biết, hầu hết lữ đoàn ở tiền tuyến của Kyiv đều thiếu quân và nhiều chiến binh giàu kinh nghiệm đã thiệt mạng. Thứ hai, giới lãnh đạo Ukraine đang bị phương Tây áp lực đàm phán với Nga, điều mà chính Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận. Ông Zelensky tiếp tục thúc đẩy một số hội nghị hòa bình đa quốc gia và đã mời Nga tham dự sự kiện tiếp theo. Tuy nhiên, Nga đã thể hiện rõ rằng họ không hề hứng thú. Moscow cũng tạo áp lực lên Tổng thống Zelensky, nói rằng ông ấy không còn là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine do đã hết nhiệm kỳ, và Điện Kremlin cho rằng ông Zelensky không đủ tư cách đối thoại. Tổng thống Ukraine cũng biết rõ là mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ngay cả khi chưa nắm chắc khả năng trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã công khai tuyên bố sẽ giải quyết vấn đề Ukraine nếu thắng cử. Ukraine chỉ ra, với tình hình hiện nay, họ có thể phải từ bỏ lãnh thổ nếu bắt buộc đàm phán. Tuy nhiên, họ cũng không thể tiếp tục cuộc chiến lâu hơn nữa và có rất ít hy vọng rằng NATO sẽ can thiệp, mặc dù có thể liên minh rất muốn điều đó. Theo Asia Times, với những diễn biến trên, Ukraine có lý do để lo sợ rằng họ sẽ bị bỏ rơi. Vì vậy, cuộc tấn công vùng Kursk của Nga có thể là ván cược cho Ukraine để có được đòn bẩy khi chấp nhận thỏa thuận. Chính cố vấn của Tổng thống Zelensky đã nói, lý do tấn công vùng Kursk là để Ukraine có vị thế tốt hơn trên bàn đàm phán. Theo Asia Times, Kursk là một vùng cực kỳ nhạy cảm với Nga. Trận chiến giành lại vùng Kursk trong Thế chiến III là một bước ngoặt lớn với Liên bang Xô Viết, đánh dấu thắng lợi hạ gục lực lượng Đức. Đó là một trong những cuộc chiến tốn kém nhất trong Thế chiến III và là cuộc chiến xe tăng lớn nhất trong lịch sử. Nhà sử học người Nga Boris Sokolov ước tính, trong trận chiến đó, Nga mất 450.000 lính, 50.000 người mất tích, có thể bị bắt làm tù binh chiến tranh và 1,2 triệu người bị thương. Nếu Ukraine có thể chiếm giữ lãnh thổ Nga trong vòng vài tháng, họ có thể sử dụng nó như một quân bài trao đổi với Nga. Đáng chú ý, Asia Times cho rằng NATO đã hỗ trợ Ukraine vạch chiến lược và chiến thuật tấn công vùng Kursk. Đây có thể là cuộc thử nghiệm để bảo vệ châu Âu trong trường hợp Nga đồng minh. Vì sao lại như vậy? Asia Times chỉ ra, NATO đang gặp bất lợi trong nỗ lực bảo vệ lãnh thổ.
nếu cuộc chiến với Nga nổ ra ở Ba Lan, Romania hoặc phía bắc vùng Baltic, thì Moscow sẽ có lợi thế đáng kể xét về lực lượng mặt đất. Cách để chống lại điều đó chính là chiến thuật mà Ukraine đang thử nghiệm ở vùng Kursk. Mọi người có thể tưởng tượng một diễn biến tương tự trong cuộc xung đột châu Âu rộng lớn hơn. NATO có thể nhắm vào vùng Kaliningrad của Nga hoặc tập trung vào Saint Petersburg hay thậm chí là Moscow. Asia Times lưu ý, còn có những yếu tố khác có thể đóng vai trò nổi bật trong chiến dịch của Ukraine tại Kursk và trạm đo khí đốt Shudha là ví dụ tiêu biểu. Cơ sở này cách biên giới của Nga với Ukraine 5 dặm, cách thị trấn Shudha của Moscow vài km và là nơi dòng khí đốt chảy từ Nga sang châu Âu. Ukraine tuyên bố đang kiểm soát trạm đo khí đốt và có khả năng khiến cơ sở này nổ tung. Nếu điều đó xảy ra, châu Âu sẽ phải phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG từ Mỹ. Trạm đo khí đốt Shudha cũng là một quân bài mặc cả nếu Ukraine có thể kiểm soát nó. Asia Times lưu ý, trường hợp Ukraine khiến cơ sở này nổ tung, nó sẽ gây ra vấn đề kinh tế cho cả Nga và châu Âu. Một mục tiêu tiềm năng khác là nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nơi này nằm sâu trong đất liền hơn khi so với trạm đo khí đốt Shudha. Hơn nữa, mọi cuộc tấn công vào cơ sở này đều có thể gây một thảm họa khác như tại nhà máy Chernobyl. Điều này không giúp ích gì cho vị thế chính trị của Ukraine ở châu Âu. Dù vậy, truyền thông Ukraine vẫn chưa dám chắc về số phận của nhà máy và có báo cáo cho thấy Nga đã quyết định tăng cường bảo vệ nó. Thưa quý vị, câu hỏi lớn lúc này là liệu chiến dịch tấn công vùng Kursk của Ukraine có thành công? Theo Asia Times, điều đó phụ thuộc vào việc Nga có phản ứng nhanh chóng hay không và Ukraine có thể giữ vững các vị trí đã giành được đến mức nào. Mặc dù đây là hoạt động quân sự, nhưng mục đích sau cùng của nó lại là về chính trị. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một canh bạc lớn. Nó làm đảo lộn mọi tính toán được cho là khá cứng nhắc và mang tính hệ thống của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Vẫn chưa rõ Ukraine sẽ thúc đẩy đàm phán với Nga vào lúc nào và liệu Moscow có mắc bẫy mà Kyiv giăng ra hay không. Thời gian sẽ trả lời tất cả. Telegraph hôm 10 tháng 8 cho biết Nga đã sơ tán 76.000 dân khỏi vùng Kursk giữa tình cảnh rối ren. Giao tranh tiếp diễn trong ngày 10 tháng 8 quanh thị trấn nhỏ Shudha, cách phía tây nam thành phố Kursk 80 dặm. Nga đang cố đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ của mình kể từ khi Điện Kremlin tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Khẩn cấp của Nga nói, nhiệm vụ ưu tiên là đưa người dân ở những khu vực này đến nơi an toàn. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã phát động chiến dịch chống cực đoan tại Kursk và hai vùng lân cận nhằm tăng quyền kiểm soát của cơ quan an ninh tại những địa phương đó. Giới chức Điện Kremlin xác nhận tình trạng khẩn cấp đã được công bố ở Kursk và xe buýt sơ tán đã được Moscow gửi đến khu vực. Vào tối ngày 10 tháng 8, các blogger quân sự của Nga cho biết Ukraine đã ngừng tiến lên và đang đưa các hệ thống phóng rocket đa nòng và xe tăng đến củng cố vị trí giành được. Kênh Telegram Two Majors chuyên cập nhật tình hình chiến sự cho biết, thị trấn Shudha, nơi có đường ống dẫn khí đốt quan trọng của Nga, đã bị chia cắt. Hiện lực lượng vũ trang Ukraine kiểm soát vùng ngoại ô phía Tây, trong khi phần phía Đông do lực lượng vũ trang Nga nắm giữ. Trung tâm thành phố Shudha đang là vùng xám. Theo Telegram, kể từ ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã giành được 350 km2 lãnh thổ biên giới Nga. Cuộc tấn công này đã khiến Tổng thống Putin tức giận, làm quân đội Nga xấu hổ và gây sốc cho các cơ quan tuyên truyền của Điện Kremlin. Các nhà lãnh đạo Nga được cho là đã cố hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc tấn công. Đến ngày 10 tháng 8, phương tiện truyền thông Nga đưa tin Điện Kremlin đang đi xe tăng và binh lính từ khắp nước Nga, bao gồm lính nghĩa vụ đến vùng Kursk để đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine. Tờ báo People of Baikal ở Siberia cho biết, một số lính nghĩa vụ của Nga đã đến Kursk sau khóa huấn luyện chiến đấu kéo dài 3 tháng. Theo Telegraph, điều này có thể gây tranh cãi ở Nga vì người dân nước này xem nghĩa vụ quân sự như một nghi lễ trưởng thành của người trẻ, chứ không phải là cam kết quân sự. Ở diễn biến khác, các kênh Telegram của Nga suy đoán, nhà máy điện hạt nhân ở vùng Kursk sẽ trở thành mục tiêu của Ukraine. Được biết, một UAV chưa xác định đã tấn công nhà máy và làm mất nguồn cung cấp điện trong nhiều giờ. Ông Rafael Grossi, giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đã kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, ngăn thảm họa hạt nhân. Vùng biên giới của Nga tiếp tục nổi lửa dữ dội. TASS hôm 11 tháng 8 dẫn lời thống đốc tạm quyền của vùng Kursk, Alexei Smirnov, cập nhật. Một tên lửa Ukraine đã bị bắn hạ và rơi xuống tòa chung cư trong khu vực. Ngay lập tức, một đám cháy bùng phát và lực lượng khẩn cấp nhanh chóng kéo đến hiện trường. Thị trưởng vùng Kursk Igor Kursak cho biết thêm,
nhiều ô tô bị hư hại do tên lửa. Theo TASS, lực lượng phòng không đã thành công đánh chặn tên lửa, có thể nghe thấy 10 vụ nổ rền vang rung chuyển khu vực. Tia sáng từ các vụ nổ nổi bật trên nền trời. Không lâu trước đó, hệ thống phòng không đã được kích hoạt và cảnh báo tên lửa vang khắp thành phố. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã phóng tên lửa sát thủ Iskander nhắm vào đồn chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 22 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, đồng gián đoạt mạng 15 sĩ quan cấp cao của Kyiv. Ngoài ra, hãng thông tấn TASS hôm 11 tháng 8 cập nhật, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố một phi đội tiêm kích Su-25 đã triển khai tên lửa không đối không, đánh bay một nhóm quân Ukraine đang tập trung binh lực, phương tiện bọc thép và thiết bị quân sự di động tại vùng Kursk. Sau cú trời giáng xóa sổ toàn bộ mục tiêu, phi đội diễn tập chống tên lửa, thả pháo sáng trước khi trở về căn cứ không quân. Ngoài ra, trực thăng cá sấu K-52 của Nga cũng đã xuất kích và phóng tên lửa không dẫn đường S-8, thành công phá hủy mọi mục tiêu Ukraine. Mặt khác, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các tổ lái xe tăng tối tân cũng tấn công như vũ bão, càn quét các đội hình thiết giáp cơ động của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời giành lại các vị trí mà quân Kyiv chiếm đóng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các tổ đội chuyển sang thế phòng thủ, ngăn Ukraine triển khai pháo binh trả đũa hoặc dùng UAV cảm tử tấn công xe tăng Nga. Trong khi cuộc đột kích bất ngờ vào vùng Kursk tiếp diễn, Newsweek cho biết, quân đội Ukraine đã tiến vào một vùng biên giới khác của Ukraine. Một video đăng tải trên Telegram hôm 10 tháng 8 cho thấy, một nhóm lính chiến đấu vì Ukraine tuyên bố tiến xa hơn về phía bắc vùng Belgorod của Nga, đến khu vực Borovsk. Tuy nhiên, đoạn clip này chưa được xác minh. Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine đều chưa bình luận về thông tin này. Hãng tin độc lập Agenzvel là một trong những kênh Telegram chia sẻ video nói trên, trong đó có cảnh 5 người đàn ông mặc quân phục, cầm cờ của Ukraine và Georgia. Một người nói họ đang ở làng Poros thuộc Belgorod, cách biên giới Nga chỉ hơn 1 dặm và cách phía nam Sudha thuộc vùng Kursk 60 dặm. Một người lính nói trước camera, với mọi mong ước tốt đẹp nhất, tiểu đoàn 252 đang ở khu dân cư Poros thuộc vùng Belgorod. Những người dùng mạng xã hội khác đã chia sẻ video và cho rằng đây là một động thái quan trọng của Ukraine tại một khu vực khác thuộc biên giới Nga. Trang tin Kiev Post của Ukraine viết, dường như không thỏa mãn với mục tiêu giành lấy vùng Kursk, quân đội Ukraine được cho là đang tiến vào Belgorod. Tài khoản Vicegrad 24 trên nền tảng X chuyên cập nhật tình hình các điểm nóng cho rằng, tiểu đoàn 252 kiểm soát làng Poros để gửi một thông điệp tới thế giới. Một tài khoản khác trên nền tảng X viết rằng, tiểu đoàn 252 của Ukraine tuyên bố kiểm soát làng Poros ở Belgorod. Điều này có nghĩa là lực lượng của Kyiv đã vượt qua biên giới và tiến vào một khu vực mới. Hôm ngày 9 tháng 8, Belgorod cùng với Kursk và Bryansk là ba khu vực mà giới chức Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch chống cực đoan. Ủy ban chống cực đoan do Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov dẫn đầu. Ông cho biết, chiến dịch mới được triển khai sau nỗ lực chưa từng có của Ukraine nhằm gây mất ổn định tình hình ở một số khu vực ở Nga. Ủy ban tuyên bố, các cơ quan nhà nước đang thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an toàn cho công dân, duy trì luật pháp và trật tự, đồng thời tăng cường chống các hành động cực đoan nhắm vào loạt cơ sở hạ tầng. Thông tin khác liên quan đến chiến trường Đông Âu. Theo một viên chức do Nga bổ nhiệm, máy bay chiến đấu F-16 đã được phát hiện dọc theo tiền tuyến ở Kherson, khu vực miền nam lãnh thổ Ukraine. Cụ thể, ông Pavlo Filipchuk, người đứng đầu quận phía nam được Nga hậu thuẫn, cho biết các máy bay phản lực thế hệ thứ tư do phương Tây cung cấp đã được nhìn thấy trên khu định cư Kakhovka của Ukraine. Theo tạp chí Newsweek, Kakhovka là khu định cư nằm trên bờ đông của sông Dnieper do Nga kiểm soát. Khu vực này là vùng giao tranh tiền tuyến giữa lực lượng hai bên suốt thời gian qua. Ông Filipchuk cho biết, kể từ ngày 7 tháng 8, các máy bay chiến đấu F-16 đã bay qua quận của chúng tôi. Hành động này chỉ nhằm mục đích gieo rắc sự hoang loạn. Được biết, F-16 là cam kết viện trợ quan trọng nhất từ phương Tây cho Ukraine, được Hoa Kỳ bật đèn xanh vào tháng 8 năm 2023. Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy và Bỉ đã cam kết cung cấp tổng cộng khoảng 80 máy bay phản lực cho Ukraine, nhưng thời gian biểu để đưa máy bay đến có thể bị chậm trễ và không chắc chắn. Mặc dù bản thân F-16 không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi vào thời điểm Nga đang tiến vào miền đông Ukraine, nhưng các máy bay phản lực này sẽ là sự nâng cấp đáng kể cho lực lượng không quân thời Liên Xô của Ukraine, vốn phải chịu thế bị áp đảo bởi phi đội hùng mạnh và đông đảo hơn của Nga. Cũng vì lý do này, F-16 sẽ là mục tiêu tuyên truyền và quân sự hấp dẫn đối với lực lượng Moscow.
Điện Kremlin thông báo binh lính Nga đã nhận thưởng vì đã tiêu diệt được máy bay F-16 của Ukraine. Và lúc này, khu vực Kherson là một trong bốn vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố đã sáp nhập, cùng với Donetsk, Luhansk, Zaporizhia. Moscow cũng kiểm soát Crimea, bán đảo phía nam được sáp nhập vào năm 2014. Trong cuộc phản công năm 2022, Ukraine đã đẩy lùi lực lượng Nga trở lại bờ đông của sông Dnieper và thiết lập các nhóm kiểm soát tại các khu định cư như Krynky, phía tây nam Kharkovka. Thời gian qua, giao tranh vẫn diễn ra ở Kherson, nhưng các cuộc đụng độ ở đông nam Ukraine ít được chú ý hơn nhiều so với các cuộc giao tranh ở Donetsk và Kharkiv. Đầu tuần này, Kiev đã triển khai các hoạt động ở khu vực Kursk của Nga, giáp với vùng Sumy ở đông bắc Ukraine. Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Nga vào ngày 7 tháng 8, Tổng thống Vladimir Putin lên án đây là hành động khiêu khích quy mô lớn của Ukraine. Vào lúc các cuộc đụng độ ngày càng leo thang, chính quyền Ukraine ở vùng Sumy phía đông bắc đã ra lệnh sơ tán bắt buộc với 28 khu định cư sau khi Nga tăng cường sử dụng bom dẫn đường trong khu vực. Lực lượng cảnh sát Ukraine cho biết có khoảng 20.000 người cần phải sơ tán khỏi khu vực. Hình ảnh trên các con đường cho thấy người dân mang theo một số đồ đạc trong túi ni lông và vật nuôi trên tay đã lên xe cứu thương với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên. Chuyển sang diễn biến ở lò lửa Trung Đông, tờ Jerusalem Post hôm 11 tháng 8 cập nhật, lực lượng phòng vệ Israel IDF tiếp tục tiêu diệt chỉ huy cấp cao Hamas Walid al-Shawshi tại Gaza. Ông al-Shawshi đứng đầu cơ quan an ninh tổng hợp của Hamas ở phía nam dải Gaza, phụ trách công tác tình báo và đàn áp các cuộc chiến chống lại nhóm phiến quân. Theo tờ Post, chỉ huy al-Shawshi bị tiêu diệt do hứng đòn từ các máy bay chiến đấu của không quân và Cục Tình báo Quân đội Israel. Ngoài ra, các nhóm của lữ đoàn lính dù đã tiến hành đột kích miền nam Gaza, tiêu diệt hàng chục phần tử cực đoan và phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng. Tại khu vực Rafah, binh lính thuộc lữ đoàn Nahan đã tiêu diệt nhiều phần tử cực đoan khác và phát hiện vũ khí trong nhiều nhà dân. Bên cạnh đó, các máy bay chiến đấu cũng tấn công các chiến binh Do Thám, binh lính Israel trên thực địa và đe dọa lực lượng Tel Aviv. Phó Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Iran, chuẩn đô đốc Habibullah Sayyari tuyên bố, sức mạnh răn đe của Cộng hòa Hồi giáo Iran lớn đến mức không kẻ thù nào có thể xâm phạm lãnh thổ của nước này. Phát biểu tại Đại hội Toàn quốc các liệt sĩ tỉnh Yad vào tối ngày 10 tháng 8, đô đốc Sayyari đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các liệt sĩ, sự cảnh giác và hiểu biết sâu sắc của người dân cùng tinh thần lãnh đạo của họ. Ông khẳng định, qua các cuộc chiến, Iran đã cho thế giới thấy khả năng răn đe của mình và đang tiếp tục chống lại kẻ thù một cách đầy kiêu hãnh. Ông Sayyari cũng nêu bật vai trò quan trọng của Iran trong các sự kiện ở Trung Đông, đồng thời cho biết vị thế của Cộng hòa Hồi giáo trên trường quốc tế đã được cải thiện. Ông nhấn mạnh, không ai dám tấn công Iran, đành thép tuyên bố rằng lực lượng quân đội và vệ binh cách mạng Hồi giáo không chỉ có đủ vũ khí mà còn có khả năng xuất khẩu chúng. Đô đốc cũng cảnh báo kẻ thù của Iran, bao gồm Israel, sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục gây tổn hại đến Tehran. Bộ Quốc phòng Mỹ tối ngày 10 tháng 8 cho biết Iran đã ban hành thông báo cấm bay NOTAM trong khung phận Tehran cho đến ngày 14 tháng 8 do kế hoạch tập trận bắn đạn thật. Lệnh cấm bay áp dụng với cả khu vực OID-29 của Tehran, gần căn cứ không quân Nojay của Iran ở Hamadan. Các cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 8. Theo cảnh báo, các cuộc tập trận sẽ diễn ra từ mặt đất lên đến độ cao hơn 3.000 mét so với mực nước biển trung bình. Tất cả phi công được khuyến cáo tránh khu vực này trong thời gian trên. Ở diễn biến khác, hôm 9 tháng 8, Reuters trích dẫn một nguồn tin tình báo cho biết, Nga đã gửi binh sĩ tới Tehran để huấn luyện sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo FAT-360 của Iran. Nguồn tin này chỉ ra đây là hoạt động luyện tập với vũ khí mà Iran cấp cho Nga. Trước đó, vào ngày 5 tháng 8, Iran đã ban hành một NOTAM cảnh báo các máy bay về nguy hiểm trên tuyến đường đến các khu vực ở trung tâm, phía Tây và Tây Bắc nước này. Ngày 7 tháng 8, Ai Cập yêu cầu tất cả các hãng hàng không của mình tránh không phận Iran trong 3 giờ vào sáng sớm, từ 1 đến 4 giờ theo giờ địa phương, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Kênh truyền hình Al-Qahira News TV trích lời một quan chức Ai Cập cho biết, chính quyền Iran đã yêu cầu các máy bay tránh không phận nước này do quân đội đang tập trận quân sự. Quan chức này cho biết, dựa trên báo cáo từ chính quyền Iran gửi tới tất cả công ty hàng không dân dụng, các chuyến bay nên tránh không phận nước này. Tuần trước, Iran International báo cáo, Anh đã ban hành cảnh báo NOTAM đến các phi công bay qua Beirut từ nay cho đến tháng 11.
Reuters hôm 11 tháng 8 đưa tin, ông Abbas Araghchi đã được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đề cử trở thành ngoại trưởng. Ông Araghchi là một nhà ngoại giao thực dụng giàu kinh nghiệm, từng là trưởng đoàn tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran và các cường quốc thế giới từ năm 2013 đến năm 2021. Ông cũng từng là đại sứ Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản và giữ vai trò Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong 2 năm. Ông cũng là phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran trong một thời gian ngắn. Ông Araghchi có bằng tiến sĩ tư tưởng chính trị của Đại học Kent ở Vương quốc Anh. Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bakir Qalibaf cho biết, trong tuần sau, các ủy ban của Quốc hội Iran sẽ tiến hành xem xét các kế hoạch do các bộ trưởng được đề cử trình bày. Việc này là cần thiết vì nội các mà Tổng thống Pezeshkian đề xuất chưa được Quốc hội phê chuẩn. Quá trình xem xét này là một bước quan trọng để đảm bảo rằng các bộ trưởng được đề cử đáp ứng các yêu cầu và có đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Sau khi quá trình xem xét hoàn tất, Quốc hội sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc phê chuẩn hoặc không phê chuẩn các bộ trưởng này. Cũng liên quan đến khu vực Trung Đông, Reuters ngày 10 tháng 8 trích lời đại sứ Hoa Kỳ tại Cộng hòa Síp cho biết một tàu tấn công đổ bộ của Mỹ đã cập cảng Limassol của đảo quốc này. Đây là một chuyến thăm đã được sắp xếp trước, nhưng cũng có thể được tận dụng để hỗ trợ dân thường nếu xung đột bùng phát ở Trung Đông. Trước đó, Síp đã đề nghị hỗ trợ trong việc sơ tán người dân châu Âu và công dân nước thứ ba trong trường hợp căng thẳng lan rộng ở Trung Đông. Dòng đăng tải trên nền tảng xã hội X của đại sứ Julie Fisher thông báo, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực giảm leo thang căng thẳng trong khu vực và sẵn sàng hỗ trợ dân thường trong khủng hoảng. Được biết, lâu nay Cộng hòa Síp tuyên bố sẽ không tham gia vào các hoạt động quân sự hoặc bất kỳ cuộc xung đột nào. Dải Gaza tiếp tục bị hỏa lực cày xới, ít nhất 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công của Israel vào một trường học. Theo Reuters, trường học này là nơi trú ẩn cho khoảng 3.500 người dân bị di dời. Nguồn tin y tế và an ninh Palestine cho biết, máy bay chiến đấu Israel đã nhắm vào trường Al-Tabin ở khu phố Al-Darai, trung tâm thành phố Gaza, khi những người dân đang thực hiện lễ cầu nguyện Fajr. Phóng viên của tập đoàn truyền thông Trung Quốc CMG đã đến hiện trường vào chiều ngày 10 tháng 8 và chứng kiến cảnh tượng mặt đất và những bức tường cháy xém. Không khí trong trường học tràn ngập tang thương. Reuters dẫn lời một người dân may mắn sống sót kể lại. Tôi thấy nhiều thứ bị nổ tung. Tôi tìm quanh nhưng không thấy cha tôi. Lúc này tôi phát hiện một đám cháy lớn và bắt đầu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cha, ông và chú của tôi đều đã ra đi. Một người dân khác nằm trên giường bệnh thuật lại rằng, khi ấy tôi đang ngủ, một người bạn đã đánh thức tôi dậy cầu nguyện. Tôi vừa mới cởi áo khoác thì đột nhiên nghe thấy tiếng nổ. Khi ấy tôi cảm nhận được khói và lửa tràn lan khắp nơi. Thực sự vô cùng khủng khiếp. Cơ quan phòng vệ dân sự địa phương đã tìm thấy gần 100 thi thể. Các nhân viên cứu hộ cho biết họ sẽ tiếp tục công tác tìm kiếm. Phát ngôn viên lực lượng phòng vệ dân sự ở dải Gaza nói rằng, còn rất nhiều người vẫn chưa được tìm thấy, họ có thể bị mất tích do vụ nổ hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Đội cứu hộ đang sử dụng tất cả các nguồn lực để tiếp tục công việc tìm kiếm. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố, khu vực trường học này là cơ sở quân sự của Hamas và Jihad Hồi giáo, với khoảng 20 chiến binh của lực lượng này, bao gồm cả các chỉ huy cao cấp hoạt động tại đây. Giữa lúc này, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đứng lên kêu gọi một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận phóng thích con tin nhằm giải cứu những thường dân vô tội ở Gaza. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử ở Phoenix. Một lần nữa, có quá nhiều thường dân thiệt mạng. Cuộc tấn công của Israel đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ từ các quốc gia Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Anh và Liên minh châu Âu. Nước Mỹ cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và đang hợp tác với các đối tác để ngăn chặn cuộc xung đột kéo dài 10 tháng ở Gaza, leo thang thành một cuộc chiến khu vực. Bên cạnh đó, tại buổi vận động tranh cử, bà Harris đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc đạt được thỏa thuận để bảo vệ tính mạng của thường dân và ngăn chặn xung đột leo thang. Theo thông tin mới nhất từ cơ quan thông tấn Cộng hòa Hồi giáo IRNA, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc đã bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc về vai trò của Tehran trong cuộc tấn công mạng nhằm vào chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Họ khẳng định Iran không có mục đích hay động cơ can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ. Tuyên bố của phái đoàn được đưa ra sau khi Politico, một tờ báo điện tử của Mỹ, cho rằng Iran có liên quan đến các cuộc tấn công mạng vào chiến dịch tranh cử của ông Trump. Đồng thời, báo cáo này cũng cho biết đã nhận được email từ một tài khoản ẩn danh chứa các tài liệu về hoạt động của chiến dịch này.
Người phát ngôn của cựu Tổng thống Trump, ông Stefan Chiong, tuyên bố, các tài liệu nhận được từ tài khoản ẩn danh có ý định can thiệp và gieo rắc sự hỗn loạn cho cuộc bầu cử năm 2024. Ngoài ra, ông Chiong cũng nhắc đến một báo cáo của Microsoft vào tháng 6, tuyên bố rằng các tin tặc liên quan đến Iran đã cố gắng xâm nhập vào tài khoản của một quan chức cấp cao trong một chiến dịch tranh cử giấu tên. Đồng thời lưu ý, kẻ tấn công đã sử dụng thông tin đăng nhập là email của một cựu cố vấn cấp cao khác. Tuy nhiên, báo cáo không cung cấp chi tiết cụ thể về danh tính của quan chức này. Phái đoàn Iran nhấn mạnh, bản thân Tehran là nạn nhân của nhiều cuộc tấn công mạng và khẳng định sức mạnh mạng của Iran chỉ mang tính phòng thủ và nói rằng Iran không có mục tiêu hay kế hoạch phá hoại cuộc bầu cử Mỹ. Các cáo buộc về sự can thiệp của Iran xuất hiện sau khi một số cơ quan truyền thông Mỹ ám chỉ Iran có liên quan đến vụ nổ súng trong cuộc vận động tranh cử của ông Trump trước đó. Tuy nhiên, Iran bác bỏ những cáo buộc này là vô căn cứ và thiên vị, đồng thời nhấn mạnh những cáo buộc này là hoạt động tâm lý nhằm tạo động lực sai lệch cho các chiến dịch bầu cử. Ở diễn biến khác, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 10 tháng 8 thông báo đệ đơn kháng cáo lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về các mức thuế tạm thời mà Liên minh châu Âu EU áp đặt đối với xe điện Trung Quốc. Tháng trước, EU đã áp đặt thuế tạm thời lên tới 37,6% đối với xe điện Trung Quốc, ngoài mức thuế 10% hiện có. Các quan chức của khối liên minh cho rằng, các phương tiện này được hưởng lợi từ các khoản trợ cấp bất công của chính phủ và có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà sản xuất châu Âu. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Trung Quốc nhận định, quyết định của EU thiếu cơ sở thực tế và pháp lý, vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của WTO và làm suy yếu hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu. Bộ cũng kêu gọi khối này ngay lập tức khắc phục các hành động không đúng đắn nhằm chung tay duy trì sự ổn định của hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU cũng như chuỗi cung ứng ngành công nghiệp xe điện. Theo NJK, các mức thuế tạm thời có hiệu lực trong tối đa 4 tháng, nhưng có thể tiếp tục trong thêm 5 năm nếu được phê duyệt trong cuộc bỏ phiếu của các nước thành viên EU. Bắc Kinh đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ từ các nhà lãnh đạo các nước EU bằng cách mời họ đến Trung Quốc. Trong các cuộc tiếp đón, Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự ổn định trong chuỗi cung ứng hàng hóa, tức là việc đảm bảo rằng các sản phẩm được vận chuyển và cung cấp một cách suôn sẻ, không bị gián đoạn. Đồng thời nước này cũng quảng bá về việc tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên. Ngoại trưởng David Lammy đang lên kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 9, theo chuyến đi được thực hiện trong 100 ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức. Theo tờ Guardian, chuyến đi này báo hiệu Vương quốc Anh muốn nối lại quan hệ cấp cao với Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa có ngày chính thức nào được xác nhận. Được biết, ông Lammy đã lên kế hoạch đến Trung Quốc khi Đảng Lao động vẫn còn là đảng đối lập vào mùa hè. Chuyến đi của ông đã bị hoãn lại khi Vương quốc Anh tiến hành tổng tuyển cử sau đó. Vào ngày 26 tháng 7, khi Đảng Lao động đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông Lammy đã gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại một cuộc họp của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Hiện tại, ông Lammy đang phải chịu áp lực phải có lập trường cứng rắn về nhân quyền. Với tư cách là ngoại trưởng trong bóng tối vào năm 2023, ông đã tái khẳng định lập trường của Đảng Lao động rằng họ sẽ thực hiện các bước để phản đối cách Trung Quốc đối xử với người Duy Ngô Nhĩ. Lâu nay, Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 nghị sĩ, bao gồm cả nhân vật đồng cấp của Đảng Lao động Helena Kennedy, vì chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Bắc Kinh. Được biết, ngoại trưởng Anh cuối cùng đến thăm Trung Quốc là ông James Cleverly vào tháng 8 năm 2023. Anh thông báo huy động thêm 1.000 cảnh sát nhằm đề phòng các cuộc gây rối phân biệt chủng tộc nổ ra vào cuối tuần. Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết lực lượng cảnh sát đã được tăng cường và triển khai nhanh chóng kể từ ngày 7 tháng 8 để giúp ngăn chặn những kẻ côn đồ cực hữu. Đồng thời, chính quyền vẫn duy trì tình trạng báo động cao để đề phòng những rắc rối có thể xảy ra. Thủ tướng Starmer cũng nhấn mạnh những người tham gia vào các cuộc gây rối có thể phải hầu tòa, đồng thời lưu ý rằng những bản án nghiêm khắc đã được đưa ra. Ông nói, chúng tôi sẽ đề cao cảnh giác cho tới cuối tuần. Hình phạt nghiêm khắc là một phần rất quan trọng trong thông điệp gửi tới bất kỳ ai đang có ý định khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn nữa. Theo hãng tin Reuters, các cuộc bạo loạn đã nổ ra trên khắp nước Anh sau các bài đăng sai sự thật trên mạng, nói rằng nghi phạm giết hại ba bé gái trong vụ tấn công bằng dao ngày 29 tháng 7 là một người nhập cư theo đạo Hồi. Thực tế, cảnh sát Anh thông báo nghi phạm là Asel Rudakumana, 17 tuổi, sinh ra ở xứ Wales. Ông Starmer cho biết chính phủ sẽ xem xét lại đạo luật an toàn trực tuyến của đất nước, vốn xác định trách nhiệm của các công ty mạng xã hội liên quan đến những nội dung kích động bạo lực hoặc thù hận. Theo đó, Vương quốc Anh sẵn sàng thay đổi đạo luật này nếu cần thiết. Những ngày qua, các cuộc tấn công và tình trạng hỗn loạn tại Anh chủ yếu nhắm vào người Hồi giáo và người di cư.
nhiều khách sạn nơi người tị nạn trú ngụ bị phá hoại, trong khi hàng loạt nhà thờ Hồi giáo bị ném đá. Từ cuối tháng trước đến nay, đã có hơn 480 người đã bị bắt vì liên quan đến các cuộc tấn công vào người Hồi giáo, người nhập cư, cảnh sát hay người qua đường. Dữ liệu do Bộ Tư pháp công bố cho thấy hơn 150 người đã bị bắt ra hầu tòa và hàng chục người phải nhận án tù giam. Biên giới Liên Triều tiếp tục dậy sóng, hãng thông tấn Yonhap hôm nay, ngày 11 tháng 8 đưa tin, Triều Tiên lại tiếp tục thả khoảng 240 quả bóng bay đầy rác về phía Hàn Quốc, trong đó có khoảng 10 quả đã rơi xuống nước này. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS, từ lúc Triều Tiên bắt đầu thả bóng bay đến 10 giờ ngày 11 tháng 8 theo giờ địa phương, không còn bong bóng nào đang lơ lửng trên không. Một số ít bong bóng hạ cánh tại các khu vực phía bắc tỉnh Gyeonggi gần Seoul. Triều Tiên dường như vẫn kiên quyết thả bóng bay dù ngược hướng gió. JCS cho biết những quả bóng bay này chở theo những mảnh giấy vụn, chai nhựa và không chứa bất kỳ chất độc hại nào. Hãng thông tấn nhận định, Triều Tiên lại tiếp tục chiến dịch thả bóng bay vào ngày 10 tháng 8 sau 2 tuần kể từ lần thả trước đó. Được biết, đây là lần thứ 11 nước này thả bóng bay mang theo đầy rác trong năm nay sang Seoul. Thưa quý vị, tình trạng khói bụi nguy hiểm vẫn là bài toán hóc búa đối với Trung Quốc. Vào năm 2005, số ca tử vong do ô nhiễm không khí ở Trung Quốc lên tới 2,6 triệu người. Khi đó Bắc Kinh bị xem là thủ đô sương mù của thế giới và mối lo ngại về sức khỏe của các vận động viên đã làm lu mờ quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2008 mà Trung Quốc đăng cai tổ chức. Theo tờ Guardian, Bắc Kinh đã lắp đặt các công nghệ làm sạch tại các nhà máy điện đốt than và nhà máy công nghiệp, sau đó là chuyển đổi chúng sang khí hóa thạch. Tuy nhiên, trong khi số liệu từ chính quyền thành phố cho thấy ô nhiễm hạt ở Bắc Kinh đã giảm hơn 60% trong 10 năm, từ năm 2013 đến cuối năm 2022, thì con số này vẫn cao hơn gấp 6 lần so với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Một nghiên cứu mới cho thấy ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh phần lớn đến từ ngoại ô thành phố. Tiến sĩ Kaspar Rudolf Dallenbach và nhóm nghiên cứu của ông đã phát hiện ô nhiễm thường xuất phát từ khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc vào mùa đông và từ phía Nam vào mùa hè. Nghiên cứu nhấn mạnh, ô nhiễm không khí là một vấn đề nổi cộm trong khu vực và cần các biện pháp phối hợp rộng rãi để giải quyết một cách hiệu quả. Ông Dallenbach nói rằng, các thành phố khác, bao gồm cả những thành phố ở châu Âu, cũng có thể học hỏi từ kinh nghiệm của Bắc Kinh vì ô nhiễm không dừng lại ở biên giới quốc gia. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý ở khu vực châu Á. Khi vừa xảy ra thêm một trận động đất nữa ở Hokkaido, chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân không tích trữ quá nhiều bộ dụng cụ khẩn cấp dùng trong thảm họa. Theo trang tin Japan Times, trưa ngày 10 tháng 8, một trận động đất khoảng 6,8 độ Richter đã xảy ra ở phía nam biển Okhotsk gần vùng duyên hải tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần, nhưng trước đó, chính phủ Nhật Bản đã phải kêu gọi người dân không tích trữ quá nhiều bộ dụng cụ khẩn cấp dùng trong thảm họa, vì một số mặt hàng đã cạn kiệt do nhu cầu tăng đột biến sau cảnh báo nguy cơ siêu động đất. Trên các trang web mua sắm trực tuyến của Amazon.com và Rakuten Group, những mặt hàng như nước uống, nhà vệ sinh di động khẩn cấp và thực phẩm đóng hộp đã nhanh chóng tăng hạng trên danh sách sản phẩm bán chạy nhất, thậm chí cháy hàng. Tại một số cửa hàng của gã khổng lồ đồ nội thất King's Corp, nước ba lô đựng bộ dụng cụ khẩn cấp và các sản phẩm ngăn đồ đạc bị đổ đã được bán hết. Nhu cầu đối với các mặt hàng này đặc biệt tăng cao ở miền Trung Nhật Bản, một trong những khu vực có nguy cơ xảy ra động đất lớn. Các siêu thị, trong đó có siêu thị Ito Jokado thuộc sở hữu của 7&I Holdings, đã giới hạn bán không quá 12 chai nước uống dung tích 2 lít cho mỗi gia đình để ngăn chặn tình trạng tích trữ hàng hóa. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản đã chia sẻ một hướng dẫn trên trang mạng xã hội kêu gọi người dân không nên tích trữ thực phẩm. Hướng dẫn này khuyến nghị người dân chỉ mua nhiều hơn bình thường một chút mỗi ngày, sử dụng hết thực phẩm đã mua rồi mới bổ sung để dự trữ. Trong lúc đó, người dân các tỉnh ven biển của Nhật Bản đang gấp rút chuẩn bị ứng phó với nguy cơ thiên tai sau khi cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy cơ xảy ra siêu động đất trong khoảng một tuần tới. Theo sau trận động đất 7,1 độ Richter ở Miyazaki làm rung chuyển khu vực Tây Nam nước này. Nếu siêu động đất xảy ra, các đợt rung chấn mạnh kèm theo sóng thần cao có thể tàn phá trên diện rộng từ vùng Kanto ở phía Tây, bao gồm Tokyo đến vùng Kyushu và Okinawa ở phía Nam. Sau cảnh báo trên, người dân kéo nhau đi mua đồ tích trữ, các địa điểm tránh trú cũng được thiết lập, trong khi giới chức địa phương khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các đường ống cung cấp nước bị hư hại.
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã quyết định hủy chuyến thăm đến các nước Trung Á là Kazakhstan, Uzbekistan và Mông Cổ dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 8 để tập trung chỉ đạo công tác ứng phó với nguy cơ xảy ra động đất lớn trong tuần tới. Thưa quý vị, những bức ảnh, video và tin nhắn mà chúng ta chia sẻ hàng ngày trên mạng xã hội đang âm thầm tiêu tốn một lượng năng lượng khổng lồ. Tuy nhiên, ít ai biết những nội dung đó lại có thể gây ra một vấn đề nghiêm trọng như biến đổi khí hậu. Tại sao lại như vậy? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. The Guardian trích dẫn một nghiên cứu gần đây cho biết, phần lớn dữ liệu lưu trữ trên đám mây là dữ liệu tối, tức là dữ liệu không được sử dụng lại sau khi tạo ra. Ví dụ, meme. Những hình ảnh hài hước, châm biếm, trò đùa và phim ảnh khi lưu trữ sẽ tiêu tốn khá nhiều dung lượng mà không có ích lợi gì. Dự báo đến năm 2030, các trung tâm dữ liệu có thể chiếm gần 6% tổng lượng điện tiêu thụ của Vương quốc Anh, làm trầm trọng thêm tình hình khủng hoảng khí hậu. Ông Ian Hodgkinson, giáo sư tại Đại học Loughborough cho biết, 68% dữ liệu doanh nghiệp không bao giờ được tái sử dụng. Bên cạnh đó, dữ liệu cá nhân cũng có xu hướng tương tự. Ông nhấn mạnh, dù một meme hay một bức ảnh riêng lẻ không gây ảnh hưởng lớn, nhưng hàng triệu dữ liệu không sử dụng sẽ có tác động tích lũy lớn đến môi trường. Các công ty công nghệ có động cơ tài chính để khuyến khích lưu trữ nhiều dữ liệu, ngay cả khi người dùng không bao giờ tái sử dụng chúng. Ông Hodgkinson cảnh báo cần hành động ngay lập tức để giảm lượng dữ liệu không cần thiết và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Chẳng hạn như giảm số lượng email không cần thiết và tránh sử dụng tính năng trả lời tất cả trong email. Chuyển sang tin tức khác, Reuters đưa tin các thành viên của cộng đồng bản địa từ khắp Mexico đã tập trung tại thủ đô để kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Bản Địa Thế Giới. Đại diện của nhiều cộng đồng bản địa, trong đó nổi bật nhất là Chiquis, Tezozilas và Purépechas, đã diễu hành dọc đại lộ Paseo de la Reforma cùng chơi nhạc truyền thống banda và nhảy múa trong trang phục đặc trưng của các vùng khác nhau trên đất nước. Tại Mexico, ngoài tiếng Tây Ban Nha, còn có 68 ngôn ngữ bản địa được sử dụng. Đối với những người tổ chức cuộc diễu hành, màn trình diễn văn hóa là một tiết mục vô cùng cần thiết vì đây được xem như một niềm tự hào to lớn của người dân bản địa. Một người dân nói với Reuters, "Chúng tôi là những nhà hoạt động xã hội đang đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng tôi chiến đấu để bảo vệ ngôn ngữ bản địa, thứ ngôn ngữ quý giá trong lòng những người dân như tôi." Thưa quý vị, liên quan tình hình chính trị tại Ecuador, phong trào hành động dân chủ quốc gia của Tổng thống đương nhiệm Daniel Noboa vừa chính thức xác nhận, ông sẽ tiếp tục là ứng viên cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 2 tới. Tổng thống Daniel Noboa, 36 tuổi, con trai của người giàu nhất Ecuador, đã được bầu vào năm 2023 để phục vụ nhiệm kỳ rút ngắn 18 tháng sau khi người tiền nhiệm của ông Guillermo Lasso kêu gọi bầu cử sớm để tránh bị luận tội. Xuất thân từ gia đình chủ đồn điền chuối, ông Noboa đắc cử nhờ cam kết giải quyết tình trạng tội phạm leo thang tại Ecuador. Bên cạnh đó, bà Maria Joao Pinto, thư ký chính phủ về suy dinh dưỡng trẻ em, đã được chọn làm phó tướng cho ông Noboa. Để thể hiện tinh thần quyết tâm phòng chống tội phạm, Tổng thống Noboa đã ban hành hàng loạt tình trạng khẩn cấp, cho phép binh lính liên tục tuần tra trên đường phố và trong các nhà tù. Theo chính phủ, số vụ tử vong do bạo lực ở Ecuador trong năm 2024 đã giảm 19% tính đến tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, được cho là nhờ sự lãnh đạo của ông Noboa. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế hôm nay. Ngọc Quốc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình kỳ sau.